Sao, từ người Việt, ứng dụng Facebook trên App Store của Apple rớt từ 4 sao xuống 2,9 sao do bị người Việt đánh giá thấp từ sự cố Hoàng Sa, Trường Sa ngày 16 tháng 4. Tối 15 tháng 4, người dùng mạng xã hội phát hiện Facebook dùng bản đồ mô tả sai về chủ quyền của hai quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa. Cụ thể, trong phần tạo quảng cáo, nếu xác định khu vực là Việt Nam, sẽ không có hai quần đảo này trên bản đồ. Nhưng khi xác định khu vực Trung Quốc, hai quần đảo lại xuất hiện. Chiều 16 tháng 4, trong phần thiết lập chạy quảng cáo trên Facebook, hai quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa đã không còn tồn tại dù chọn khu vực Việt Nam hay Trung Quốc. Người phát ngôn của mạng xã hội này nói, Facebook giữ quan điểm trung lập tại những khu vực tranh chấp lãnh thổ hoặc các vùng địa lý nhạy cảm. Tuy nhiên, nhiều người dùng mạng xã hội Việt Nam không đồng ý với lập luận này. Tài khoản Minh Tuấn bình luận, Việt Nam có đầy đủ bằng chứng pháp lý, được tòa án quốc tế công nhận về chủ quyền với hai quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa. Đây không phải là vùng tranh chấp vì Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982 đã công nhận chủ quyền của Việt Nam. Nhiều tài khoản đã vào trang cá nhân của Mark Zuckerberg, CEO Facebook, để phản ánh. Trên cửa hàng Play và App Store, ứng dụng này đang nhận bão một sao từ người dùng. Đến tối ngày 16 tháng 4, ứng dụng còn 2,9 điểm trong kho App Store. Trên kho ứng dụng của cả Google và Apple, người Việt Nam đồng loạt bình luận với nội dung Trường Sa, Hoàng Sa là của Việt Nam. Yêu cầu Facebook đưa hai quần đảo này lại bản đồ Việt Nam. Nhiều người kêu gọi tẩy chay, xóa ứng dụng Facebook. Họ kinh doanh ở Việt Nam thì phải tôn trọng luật pháp Việt Nam. Nếu cộng đồng mạng không phát hiện, Facebook sẽ dùng luôn bản đồ sai trái này. Nếu Facebook không tôn trọng chủ quyền dân tộc, chúng tôi sẽ xóa ứng dụng, tài khoản Thiên An viết. Trong thông báo chiều 16 tháng 4, Facebook tiếp tục xin lỗi người dùng về sự cố. Khi biết quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đã được mô tả không chính xác trên những công cụ của mình, chúng tôi đã sửa các lỗi kỹ thuật, đại diện Facebook nói. Theo Facebook, bản đồ trên ứng dụng của họ được cung cấp bởi các bên thứ ba, chủ yếu là OpenStreetMap và HereMap. OpenStreetMap hoạt động dựa trên cơ chế đóng góp của các thành viên. Nghĩa là, người dùng có thể cung cấp, chỉnh sửa dữ liệu tương tự Wikipedia. Họ chỉ cần đăng ký tài khoản trên OpenStreetMap, tải về bản đồ và sửa theo ý muốn và sau đó tải dữ liệu lên. Hệ thống sẽ yêu cầu người dùng bổ sung thông tin, mô tả về những thay đổi đã thực hiện. Sau khi hoàn tất khâu này, bản đồ mới sẽ được cập nhật trên hệ thống. Trước đó vào tháng 7 năm 2018, Facebook cũng gặp lỗi tương tự khi xác định sai lệch chủ quyền Trường Sa, Hoàng Sa của Việt Nam. Đại diện mạng xã hội này thừa nhận đây là lỗi kỹ thuật và sửa lại bản đồ. Khi đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc từng yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, giám sát chặt chẽ việc xử lý của Facebook, kiên quyết không để xảy ra các trường hợp tương tự.